quán Ama Chicken của anh nghệ sĩ Thế Thành nha các bạn. Địa chỉ là 23 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1 nha. Ra cái cổng phía trước của mình nè. Ở phía ngoài nhìn vào ha. Mình đã vào trong nha các bạn. Bây giờ mình menu cho các bạn để xem sơ ha. Đây là quán ăn của người Hoa nha các bạn.
gì vậy? À, cơm cháy, chủ nghĩa là xã hội. Đó là cơm thường hả? Đó là cơm cháy cơm thường à, đi lát. Singapore. Nghe thử không? À không, cái này là tôm gì à? Không biết. Đi mặc vô vậy. Mình về ở đây. Bạn lấy gì? Tiền số món này các bạn. Rồi em thấy nhân viên phục vụ ở đây không có dễ thương nha các bạn. Nói chuyện không có lịch sự với khách ha. Cần chấn chỉnh lại ha. Món ăn thì cũng được thôi, cũng gọi là xuất sắc các bạn ơi. Giá thì đâu có rẻ đâu. Giá cao mà. Mà ngủ được sao cũng vui, cũng hài lòng ha. Bạn hãy xem lại ha.
Ê, mình quay vòng vòng cái quán cho bạn xem ha. Đó, đây là không gian của quán nè. Thì cũng có được mấy lầu ha bạn, hình như 3 tầng lầu á. Hơi nhỏ hẹp chút ha. Không gian vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Không có gì đặc sắc mới mẻ ha. Phong cách riêng của người ta. Đó, vậy đó. Khung cửa rồi sắt cổ ngày xưa gì đó, cũ chứ biết cổ. Giờ xong rồi. Mình nào ăn hết thì ăn, không ăn thì mình để cho nhân viên gói mang về ha các bạn. Để mà tính giá tiền cho bạn xem ha. Ở đây còn sao có ok không? Mình thường quay cuối cùng cái tính tiền của đơn tính tiền xong các bạn xem thử trải nghiệm làm sao. Chờ mình một xíu nha. Đây là quán ăn ở nghệ sĩ Trấn Thành các bạn, ở đường Tôn Đức Thắng ha. Chúng mình đi địa chỉ phía dưới nha. Chúng mình ăn ok được đã, không mềm không mềm đâu bạn, ăn cũng chát lắm, ăn cũng được, được tạm được. Quán hơi chật hẹp chút nữa, không gian thì tạm ổn. Rồi, các bạn nhớ vào kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.